Xin chào các anh chị em. Nếu như anh chị em nào mong muốn sở hữu một cái chiếc xe Innova phiên bản G mà giá này cực rẻ, chỉ có hơn 300 triệu một tí thôi, thì đây là cái mẫu xe mà quý anh chị các bạn đang cần. Mẫu xe này sản xuất năm 2009 các bạn nhá. 2009 phiên bản G. Cái xe này còn rất mới, rất đẹp. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Xe trang bị rất là nhiều những trang thiết bị phụ kiện, dán phim cái nhiệt chính hãng, rồi camera thì đến 2 camera các bạn nhá. Hai camera lùi. Đấy, quá nhiều camera. Innova G nhá, không phải Innova E các bạn nhá. Sản xuất năm 2009, xe được bọc thêm ghế da. Ghế da này. Đấy, ghế da còn rất là mới. Không gian khoang nội thất còn rất là rộng. À, còn không gian khoang nội thất này là khá là rộng nhá, có thể chứa được rất nhiều đồ đạc ở bên sau. Đặc biệt cái xe này bây giờ ấy, thì nó tương đối hợp lý ở cái câu chuyện là xe nó vừa tiền mà giá cả, tức là giá cả thì vừa tiền, được cái xe 8 chỗ các bạn nhá. Xe 8 chỗ. Các bạn nhìn đấy. Keo chỉ còn rất là nguyên bản. Sản xuất là 2009 rồi nha các bạn nhá. Tất nhiên là để mà yêu cầu một chiếc xe mà nó còn nguyên zin thì rất là khó. Đấy, sơn xi cái thứ lại rồi, đằng trước đằng sau thì cũng có cái sự sơn xi lại rồi. Tuy nhiên thì keo chỉ không bị mất, và thứ hai là không bị tai nạn vào khu vực răng đầu, xương tai và chassis là đảm bảo nguyên bản cho quý các anh chị các bạn nhé. Đây, khoang không gian khoang nội thất đây còn rất đẹp. Innova G các bạn nhé, Innova G sản xuất năm 2009 các bạn nhé, 2009. Đây anh chị em nhá, rất mới rất đẹp. Lắc cái lock cable lên. Em sẽ lập cái lock cable lên cho anh chị nhá. VVTi là một trong những cái mẫu gọi là một trong những cái công nghệ của động cơ nhá, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh. Đây anh chị em có thể thấy đây. Đây là cái này. Hai. Động cơ còn rất là mới đấy các bạn nhỉ. Động cơ là khá mới chứ. Khô trong này. Anh chị em có thể nhìn thấy đây. Khung xương giằng đầu còn nguyên bản các bạn nhé. Khung xương giằng đầu rất là nguyên bản này. Đây, khung xương giằng đầu rất là nguyên bản này. Rất đẹp đúng không ạ? Vâng. Giá thì em đang chào là 340. Các bạn nào, các bác nào mà có nhu cầu thực sự đến xe thì đến xem xe trực tiếp tại 89 Trần Thái Tông của chúng tôi, hoặc là gọi điện cho hotline số máy của tôi 0939063333. Và nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng ấy, thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ tặng ngay cho anh chị vào trong tài khoản của quý anh chị các bạn một cái phiếu coupon trị giá từ 5 đến 10 triệu cho quý anh chị các bạn khi đến trực tiếp mua xe tại showroom của chúng tôi tại Việt Nhật Auto, chợ ô tô Thành Thái, 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúc các anh chị em thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.